Là miếng gà to này à? Nhỏ. Rồi để cho con ăn với chứ. Ok. Rồi con cộng xương này cho mình chứ. Xót xa con nuôi quay lại cảnh mẹ xé gà cho con ruột ăn. Lại là một câu chuyện tự đẩy mình ra chuồng gà của muôn đời nhà Sen đây mọi người. Ngày xưa mẹ chê nó lắm lông, làm dơ nhà cửa, còn đòi dọa đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ thì sao? Người đang nằm trong vòng tay mẹ nhằm nhèm ăn thịt gà kia là ai? Đây là câu chuyện của chị Thủy cùng bé mèo nhà mình được đăng tải trên tài khoản TikTok Thùy Mèo 94 của chị cùng với dòng trạng thái. À thì ra đây là thằng con được cưng nhất trong nhà của mẹ tôi. Ngày xưa thì cả cái đùi gà đó là của mình, vị trí được xé gà cho ăn đó là mình. Nhưng mà bây giờ thì còn đâu? Nhìn khung cảnh hai mẹ con đút nhau ăn hạnh phúc mà mình xót xa trong lòng. Xé cho con ruột ăn hết thịt rồi thì chắc còn miếng xương kia cho đứa con ghẻ là mình đây. Xin miếng thịt mà mẹ cũng thẳng thừng không cho. Sau đó suy nghĩ lại thì thấy cũng tội, nên thương hại cho được miếng xíu xiu. Nhìn cái mặt hoàng thượng kìa, coi hả hê chưa. Sen gặm đỡ cục xương nha, đùi này mẹ xé cho mình ăn rồi, leo leo cái đồ ra rìa. Khóc trong lòng nhiều chút mọi người ạ. Hôm nào chắc phải đi xét nghiệm chứ chả biết ai con ruột, ai con nuôi nữa rồi. Còn các bạn Sen khác thì sao? Có bố mẹ cho ra rìa thế này không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.